À, em thế này. Tỉnh thế này. Nhanh không ạ? Không nói đâu bây giờ. Không, vừa học chẳng đi gì nhỉ? Ví dụ mà bây giờ tóc các bạn dài quá mà mai các bạn đi cắt tóc thì tình huống đấy có thể xảy ra không? Ừ. Nếu mai trời không mưa, đúng không ạ? Nhà mình cắt tóc, đúng không? Đúng không? Ừ. Nào thì cô đấy. If it does not. Doesn't rain tomorrow, đúng không? Ừ. Thôi, ta sẽ đi học. I will go to the English here. English class. Được chưa? Ok. Đấy. Thì ta đi để lớp học tiếng gì? Tiếng Anh. Xảy ra không? Hoàn toàn có thể xảy đến. Xảy ra. Được chưa? Thế còn được không? À, hiện tại sao? Các bạn nhìn em những cái gì mà đang diễn ra ở hiện tại các bạn ngược lại hết cho cô. Đấy. Hình thức của quá gì? Quá khứ. Thế trong cái hình dung này thì cái này nó sẽ không bao giờ xảy ra được. Tức là mình đang ít ngược lại tất cả những gì đang diễn ra. Rõ ràng nó ở hiện tại mà lại hình thức của quá gì? Của quá khứ thì có xảy ra được không? À, không, đúng không ạ? Và bên này cô sẽ có chủ ngữ cộng với gì? Good. Và cộng với động từ là gì? Ok. Được chưa? Nào, xin mời. Ví dụ, đây là hình như này, hiện tại nó đang diễn ra tất cả những cái xung quanh các bạn. Hiện tại những gì các bạn có, những gì các bạn đang làm, đúng không ạ? Thì nó đều là hiện tại. Các bạn im được lại.